Đây là cậu ấm Alex, 1 tuổi, mới ngủ dậy. Và nhà thờ làm lễ rửa tội cho Alex. Cha Francis bay từ Melbourne tới để rửa tội cho Alex. Và nhà thờ thì qua trang trí hoa rất là đẹp ngày hôm nay. Đang chuẩn bị quần áo cho cậu ấm. Cậu Alex đang uống sữa. Trước khi rửa tội thì đây là căn phòng sinh nhật chuẩn bị cho cậu ấm. Bánh kem chuẩn bị cho cậu ấm 1 tuổi. Màu vàng là sự lựa chọn cho giàu sang phú quý. Đây là cái khách sạn casino nổi tiếng của Sydney và mặt trước của casino. Cậu ấm sẽ ngủ đây 1 đêm, ăn uống tưng bừng. Và sau đó cậu ấm sẽ đi lên nhà thờ làm lễ rửa tội. Và đây là nhà hàng và tất cả các bạn thân yêu của Alex đã có mặt để chúc mừng Alex tròn 1 tuổi. Bye. 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 Phòng của Alex ngủ qua đêm. Đây là những bông hoa chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu Alex. Thang máy màu vàng rất là sang trọng. Hồ bơi cửa khách sạn casino. Cái view của nó là tòa tháp cao của Sydney. Và đây là Alex sau khi ngủ dậy. Lúc này cậu ấm mới ngủ dậy. Cậu ấm đang làm dáng. Cảnh view phòng của cậu Alex ngủ mới dậy. Mới ngủ dậy nên chưa sửa soạn gì cả. Và bây giờ đã tới nhà thờ rồi. Cậu Alex đi chơi mệt quá và đang ngủ. Bây giờ đến giờ rửa tội rồi mà cậu vẫn ngủ. Rửa tội luôn Alex. Mà cậu vẫn chưa thức. Và sau khi cha rửa tội bằng nước lạnh thì cậu đã thức và cậu đã khóc. Ré lên. Nhưng cậu rất ngoan và cậu đã bình tĩnh ngay lập tức chỉ 1 giây. Vì cậu đang ngủ, giờ này là giờ ngủ của cậu cho nên cậu bị đánh thức và sau đó thì cậu đã tỉnh. Cậu được cha chúc phúc và tặng chân hạt riêng cho cậu. Cây chuỗi chân hạt này sẽ theo cậu đến suốt đời, giữ gìn cậu xa trước cám dỗ. Cậu rất hợp tác và cậu đã không khóc. Và cha đã chúc phúc rất nhiều cho cậu. Chúc mừng hai mẹ mẹ. Đây là những tấm hình chụp kỷ niệm sau khi cậu Alex rửa tội. Cậu rất là ngoan và hợp tác. Buổi lễ rửa tội của cậu chính thức làm con Thiên Chúa đã hoàn tất và cậu rất là ngoan. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con một thân hài khỏe mạnh.